sâu lắng. Đó là những gì mà các thí sinh đã mang đến cho khán giả trong đêm thi thứ bảy vừa qua. Chủ đề nhạc Việt đã giúp 7 thí sinh thỏa sức bay bổng trong những hình tượng rất đời, rất người với những màu sắc riêng biệt. Những cảm xúc chân thật trong cuộc sống đời thường đã giúp Huyền Thanh một lần nữa thuyết phục hoàn toàn 3 vị giám khảo với điểm số tối đa. Ở vòng nguy hiểm, vì Minh Thảo và anh Kiệt đều có tổng điểm thấp nhất 9,4 điểm, lần thứ hai, ban giám khảo phải sử dụng thử thách nhảy đối kháng 30 giây. Kết quả, Minh Thảo được đi tiếp. Đêm nay, top 6 bước nhảy ngàn cân sẽ mang đến những màn trình diễn đầy bất ngờ. Đón xem bước nhảy ngàn cân đêm thi thứ 8 ngay bây giờ. On the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, Death on Air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose. Giang và Đinh Ngọc Diệp xin chào mừng toàn thể quý vị đến với chương trình Dance Your Fat Up, bước nhảy ngàn cân. Và kính thưa quý vị, như quý vị vừa thấy, họ trình diễn vô cùng chuyên nghiệp giống như những siêu mẫu thực thụ. Và kính thưa quý vị, đến với chương trình của chúng tôi, các bạn đã được tập nhảy, các bạn đã được ăn uống một cách khoa học, các bạn đã được tập gym với những huấn luyện viên giỏi nhất và với thực đơn ăn uống an toàn và khoa học nhất. Và đứng kế bên các thí sinh top 6 của chúng ta, đó chính là những vũ công thật sự rất tài năng. Và thử thách tuần này của các thí sinh cũng rất là thú vị, đó chính là hoàn thiện phong cách. Có lẽ cái nghề người mẫu nó không hợp với Trường Giang. Vâng, và chắc chắn rằng quý vị cũng sẽ rất nóng lòng để xem các thí sinh của chúng ta biểu diễn kết quả như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến với video clip sau đây để xem họ hoàn thiện phong cách như thế nào. Chưa bao giờ mình được đứng xem một sàn diễn catwalk nào, bởi vì mình cũng không phải là một người mẫu. Quả thực thì nó rất là khó, cảm xúc của mình bây giờ rất là hồi hộp và lo lắng. Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ được biểu diễn à, và được mặc những bộ đồ đẹp. Mình mong rằng mình sẽ đi trên sàn catwalk thật tốt.
Thảo đã đi xem rất là nhiều show thời trang rồi, nhưng mà đây là cái lần đầu tiên mình được bước lên sàn catwalk đi trình diễn thời trang thì cảm giác rất là hồi hộp. Và với cái thân hình như thế này thì không biết là Thảo sẽ đi như thế nào. Từ trước đến giờ là chưa bao giờ mình nghĩ là mình có đủ tự tin và mình được mặc những cái bộ quần áo đẹp, nó sang trọng như thế này để được đi trên sàn catwalk. Chuẩn bị lên sàn đi rồi thì không biết là mình có bị trẹo chân hay không, hay là ngã luôn thì mình cũng chả rõ nữa. 3-4 năm rồi mình không đi giày cao gót. Vì vậy khi mà mình phải sải từ mức chân trên đôi giày lênh khênh như này thì mình hy vọng là những gì mà chị Xuân Lan chỉ dạy giúp mình có thể biểu diễn tốt ở trên sàn catwalk. Giang cười tủm tỉm, chắc là rất thú vị qua cái phần catwalk của các thí sinh vừa rồi. Anh nhận xét sao khi thấy các thí sinh đã chọn lựa cái phong cách cho mình và biểu diễn trên sân khấu như vậy ạ? Hiện tại thì các em đã mảnh mai hơn về cái thân hình, dáng đi cử chỉ thì nói chung là cũng tốt hơn cái tuần đầu tiên đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Và xin chúc cho các thí sinh của chúng ta cũng sẽ thật sự tỏa sáng trong phần trình diễn trên sân khấu này. Và chủ đề của ngày hôm nay cũng mang tên Tỏa Sáng với hai điệu nhảy jazz và ballet. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ ba vị giám khảo quyền lực của Bước Nhảy Ngàn Cân. Rồi quý vị đã thấy sự xuất hiện vô cùng độc đáo của ba vị giám khảo là những siêu mẫu và chuẩn nhất về thân hình, đó là nghệ sĩ Hoài Linh. Và chuẩn nhất về vòng 3 đó chính là anh Trần Huy ạ. Nhưng mà chuẩn về phong cách, người ta gọi là style, là giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Tức là cái chỗ mà để người giết thì anh nằm, mà có chỗ mà để nằm thì anh lại đứng, mà có chỗ để đi thì anh lại ngồi. Em nghĩ đó là một sự sáng tạo vô cùng độc đáo của... Anh biết, cho dù anh có nói gì về anh Đàm Vĩnh Hưng nữa thì sự thật, cái sự đam mê của em thuộc về ảnh, đó là anh thấy là em quá sức rồi, bớt lại. Em có quyền mến mộ nghệ sĩ tài năng mà em yêu thích chứ, đúng không anh? Và kính thưa quý vị, sau đây sẽ là vài lời nhận xét từ giám khảo John Huy Trần về khả năng vũ đạo của các bạn trong những tuần vừa qua đã thay đổi và phát triển như thế nào. John Huy cũng đi theo thí sinh từ đầu đến giờ, lúc mình trong phòng tập và lúc mình duyệt bài. Mấy cái tuần trước thì John Huy cũng thấy rất là ấn tượng với các bạn thí sinh. Và John Huy không bao giờ nghĩ là mấy bạn sẽ phát triển như vậy. Vì mấy cái động tác bê đỡ nè, kỹ thuật, thí sinh cũng biết phân biệt về hip hop nè, jazz nè, đương đại và tất cả mọi thứ về nhảy múa thì cũng phát triển rất nhiều và rất nhanh luôn. Vâng, xin cảm ơn anh John Huy. Đó cũng là một lời chúc mừng dành cho các thí sinh của chúng ta, đúng không ạ? Ngọc Diệu xin hỏi anh Đàm Vĩnh Hưng một câu. Anh Đàm Vĩnh Hưng ơi, về việc định hình phong cách cho các thí sinh thì anh có những cái lời khuyên gì cụ thể cho từng bạn hay không ạ? Thật ra thì đây là một cuộc chơi... Quan trọng nhất là các bạn phải giảm được cân. Về phong cách thì khó lòng mà định hình.
Vì là mỗi một vòng chúng ta sẽ có một cái chủ đề khác nhau để thấy được cái sự đa dạng của từng thí sinh. Chứ bây giờ mình định hình phong cách, mình nhảy hoài một cái kiểu đó, hoặc là mình ăn mặc một cái style đó hoài, mình sẽ trở thành đơn điệu và nó không có gì sáng tạo và mới mẻ, và nhanh chóng ra về ngay lập tức thôi. Theo anh là như vậy. Cho nên với cuộc chơi này và cuộc thi này, phải luôn luôn để cho các thí sinh được sáng tạo và thay đổi, càng nhiều hình ảnh càng tốt. Vâng, xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Xin hỏi giám khảo Hoài Linh, đã nhiều tuần trôi qua và các bạn ở lại, có một cái điểm cái tuần này mà rơi vào vòng nguy hiểm là lập tức tuần sau họ đứng trong top những người giảm cân top. Lý do vì sao ạ? Tại vì cái tiêu chí của chương trình là không những là bạn nhảy đẹp mà bạn còn phải giảm cân. Thì chính những cái người mà rơi vào trong top đó, họ càng phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Nếu mà họ không phấn đấu thì chắc chắn là họ sẽ bị loại cuộc chơi rất là sớm. Nếu mà ngoài cái cuộc chơi ra thì Linh nghĩ là cái điều kiện để cho các bạn dễ dàng giảm cân, mà giảm cân trong khoa học cũng có nè, trong cái lối sống hàng ngày của mình, và thêm một cái điều nữa là niềm vui, thì Linh nghĩ là cái chuyện đó nó cũng rất là mừng là các bạn đã nhìn ra được cái điều đó và ráng cố gắng, và tuần sau lại giảm cân nhiều hơn những bạn khác. Xin được phép tiếp lời của anh Linh. Khi bất kỳ con người ta rơi vào cửa tử, cái quyền để tồn tại nó rất là lớn, nó trỗi dậy rất là mạnh. Nếu như ai đó rơi vào nguy hiểm, lập tức tuần sau cái điều hoàn toàn tự nhiên thôi. Hưng nghĩ nếu mà Trường Giang cũng, nếu mà rơi vào trường hợp như vậy, anh nghĩ Trường Giang cũng sẽ phấn đấu tốt vậy thôi. Vâng, và xin mời giám khảo Hoài Linh cùng hội ý với các giám khảo còn lại về tiết mục mà ban giám khảo yêu thích nhất trong tuần qua, được không ạ? Thật ra thì chúng tôi đã có một cái sự thống nhất ngay từ ở bên trong sân khấu. Khi mà tiết mục tuần vừa qua đã nhận được 3 con 10 và với một cái sự trình diễn nhận được nhiều tiếng vỗ tay khác nhau, tôi nghĩ rằng là cái sự lựa chọn của anh em chúng tôi là sẽ hợp lý với sự theo dõi quan sát của khán giả trên truyền hình. Và xin phép anh Linh cho em được công bố cái cặp đôi được chúng tôi đánh giá cao nhất trong tuần vừa qua, chính là cặp đôi của Quang Đăng và Huyền Thanh. Xin chúc mừng. Và các thưa quý vị xem chương trình tại nhà cũng có cơ hội nhận được phần quà của chương trình nếu như dự đoán đúng tiết mục mà ba vị giám khảo của chúng tôi yêu thích. Và sau đây xin chúc mừng cho chủ nhân của thuê bao đã trúng thưởng 10 triệu đồng từ chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Và ngay bây giờ, trước khi đến với tiết mục đầu tiên, chúng ta cùng giải lao trong giây lát. Chào mừng quý khán giả quay trở lại với chương trình Dance Your Pedal Bước Nhảy Ngàn Cân. Và kính thưa quý vị khán giả xem đài cũng sẽ nhận được những món quà của chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Nếu như quý vị dự đoán được cặp đôi mà ba vị giám khảo của chúng tôi yêu thích nhất, hãy bình chọn tiết mục mà ba giám khảo yêu thích nhất bằng cách soạn tin nhắn với cú pháp BN khoảng cách mã số tiết mục gửi về 6370 để có cơ hội trúng thưởng 10 triệu đồng. Và kính thưa quý vị, mỗi cặp thí sinh sẽ có một mã số, đó chính là thứ tự xuất hiện biểu diễn của họ. Nếu như quý vị yêu thích cặp đôi nào thì hãy bình chọn cho cặp đó. Ví dụ như yêu thích cặp đôi số 1 sẽ nhắn BN khoảng cách 01 hoặc 1 gửi về 6370. Thời gian bình chọn được tính từ sau khi kết thúc tiết mục đầu tiên cho đến lúc kết thúc tiết mục sau cùng. Và tổng đài của chúng tôi sẽ ngẫu nhiên chọn ra thuê bao may mắn nhất đã có lựa chọn trùng khớp với kết quả của ban giám khảo. Và kính thưa quý vị, cũng xin nhắc lại cách tính điểm cho các thí sinh như sau. Tổng số điểm sẽ là số điểm trung bình của ban giám khảo cộng với phần trăm giảm cân của thí sinh đó tuần vừa qua. Trước tiên chúng ta sẽ hỏi Đinh Ngọc Diệp một vài câu. Vâng. Theo em nghĩ thì người phụ nữ ở thời buổi hiện đại như bây giờ sợ nhất là điều gì? Sợ béo. Tại sao không sợ khác, chẳng hạn như là sợ chồng? Đối với những người chưa có chồng thì chưa có cảm xúc đó. Béo có gì mà phải sợ? Béo dễ thương, béo duyên dáng thì có gì mà phải sợ? Hình như đó là một cái nỗi ám ảnh của các chị em gái, là bởi vì luôn luôn cảm thấy số đo ba vòng của mình á, cái chỗ cần dư ra thì lại thiếu, còn cái chỗ cần móp vào thì nó lại dư, nó không được cân đối. Thì luôn luôn cái điều đó nó là một cái nỗi lo lắng. Nhưng mà nó cũng tốt thôi anh, bởi vì sao? Bọn em luôn luôn muốn đẹp trong mắt của mọi người. Kính thưa quý vị, rằng là mỗi người chúng ta có một cái khung xương và nó chịu được cái áp lực về cái trọng lượng khác nhau. Ví dụ như một cái khung áo vậy đó, nhỏ thôi mà em treo cái áo vest 3 cái, 4 cái, 5 cái thì theo thời gian nó sẽ yếu dần và nó gãy. Khung xương chúng ta cũng vậy, nó chịu được một trọng lượng nhất định, và nếu như nó bị mập lên quá đi, ngày này quá tháng nọ, nó sẽ làm cho khung xương yếu dần và nó sẽ khó khăn trong việc sinh hoạt cũng như là đi lại bình thường mỗi ngày.
Tự nhiên em cảm giác là cái móc áo của cái xương anh Hoài Linh thì nó rất là vững, là bởi vì ảnh chỉ treo có một bộ da lên mỏng te nên chắc chắn là rất là khỏe, xương của ảnh rất là tốt. Vâng, quay lại với chia sẻ của anh Trường Giang thì Ngọc Diệp tin chắc đó cũng là nỗi niềm của các thí sinh. Do đó các thí sinh đến với chương trình cũng là nỗ lực để có được sự giảm cân an toàn nhất và có được cơ thể khỏe mạnh nhất. Và ngay bây giờ sẽ là một tiết mục tâm tư tình cảm giống như Đinh Ngọc Diệp. Một tình yêu dành cho ngôi sao giống như em đang yêu thầm anh Đàm Vĩnh Hưng. Một like trên Trường Giang, anh nói đúng. Xin mời ban giám khảo hãy cùng gặp gỡ thí sinh đầu tiên của chương trình. Đó chính là Nguyễn Thắng. Mình hay bị cúi người xuống, hai vai khép vào, mắt thường nhìn xuống mặt đất, tỏ ra là mình thiếu tự tin. Khi mà chị Xuân Lan điều chỉnh cho bọn mình cái hơi thở, chỉnh trực tiếp cho mình, thì lúc đấy mình mới cảm nhận được là mình chưa hít đủ sâu cái không khí vào để cho cái lồng ngực mình nở ra. Thứ hai đó là cái dáng đi của mình, thì mình hay bị đi chân chữ V. Chị Xuân Lan đã chỉnh lại cho mình để hai mũi chân mình thẳng và đi thẳng trên mặt đất chứ không đi thành chữ V nữa. Bài tập của huấn luyện viên bây giờ không còn làm mình đau nhức như những tuần đầu nữa. Cái thể lực của mình đã tăng đến mức mà mình không thể tin được. Cơ thể mình đã dẻo ra nhiều. Đến thời điểm này mình đã sạc gần chạm đất rồi. Tuần này thì chủ đề của bọn mình là tỏa sáng, và thể loại nhảy mà chị Ngọc Anh lựa chọn đó là thể loại cha. Tuy nhiên là mình vẫn chưa thể bắt kịp được tiết tấu và cái động tác của cha. Nó vừa phải có những lúc mềm mà lại vừa phải có những lúc mạnh. Ở bài này thì mình phải đóng vai một ca sĩ nổi tiếng, rất là nhiều fan. Mình không phải là người nổi tiếng mà mình cũng không có fan, nên là mình không nghĩ ở trong đầu là liệu cái người mà người ta nhiều fan thì người ta sẽ thể hiện ra ngoài như thế nào. Cái này cũng làm mình rất là đau đầu. Và mình rất là mong trong cái tuần này mình sẽ phải cố gắng luyện tập nhiều hơn, làm động tác rõ ràng hơn để sao cho được nhận 3 điểm 10 từ cả 3 bạn đó cả. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. Amen. 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 Take me to church, I'll worship like a dog. At the shrine of your life, I'll tell you my sins, and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. If I'm a pagan of the good time, my lover's the sunlight. Keep the God. Mừng Nguyễn Thắng và Ngọc Anh là cặp đôi đầu tiên biểu diễn với chúng ta ngày hôm nay. Xin mời ban giám khảo John Huy Trần nhận xét về tiết mục vừa rồi ạ. Mỗi tuần là chúng tôi thấy em đang mạnh hơn, tốt hơn và đang tiến bộ trong cái chương trình này. Và cái sự kết hợp với Ngọc Anh mỗi tuần cũng vậy, nó tốt hơn. Ngọc Anh tin về em 100% về mấy cái bưng bê, tại Ngọc Anh tin là em sẽ làm mấy cái này được. Và cái sức mạnh của em đang tốt hơn luôn. Nói về cái bài này thì em cũng làm tốt, nhưng mà anh mong muốn, anh cần thêm một cái gì nữa. Anh muốn xem một cái gì mới hơn. Ngọc Anh, em biên một cái bài rất là tuyệt vời, rất là hay. Nhưng theo cái cách nhìn mỗi tuần là nếu mà chỉ là cái bài như vậy, để cho mình có một cái cảm giác gì bùng nổ hơn, anh muốn xem một cái gì đó mà không biết cái đó là cái gì, em phải tạo ra cái đó. Đòi hỏi cao hơn đó mà.
và xin được mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Đối với tôi thì đây là một bài thi, bài trình diễn khó nhưng mà đơn giản, vì nó không được dựng lên trên một cái beat hay là số lượng nhịp và khuôn nó có trong một bài nhạc, mà là những động tác được tính toán rất là chặt chẽ, rất kỹ lưỡng. Thì đó là một cái bài tính khó để dàn dựng cho nó ao, vừa hết nhạc sao cho nó đẹp và hay, và phải có những cái động tác diễn tả được cái bước nhảy của các bạn. Thì em thấy là đúng như những gì John Huy cũng nhận xét, đúng y như Hương đang nghĩ. Hiện đại, văn minh là có tinh thần của nhân vật, các bạn làm được hết. Cần một chút bùng nổ, một gì đó nó lạ lẫm làm cho người ta hết hồn, cần thiếu một cái đó thôi. Với người như anh thì em nghĩ chắc chắn là có sẽ có nhiều động tác hay và đẹp hơn nữa. Xin cảm ơn giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Xin mời anh Hoài Linh ạ. Hai ông giám khảo này, ông chờ bùng nổ hết hồn rồi chờ tuần sau đi. Tuần này cái nhạc này nó cũng khó bùng nổ hết hồn lắm. Bài này chỉ còn cái đu dây với này nọ nữa là thôi à. Chứ còn bây giờ tất cả những cái động tác mà khó bưng bê là đã làm rồi. Tức là dĩ nhiên chúng tôi ở một cái góc độ người xem cần nhìn thấy cái sự tiến bộ phát triển của các bạn hơn nữa. Và những cái gì đó nó cao hơn cái cấp độ bây giờ. Đối với tôi thì cái bài hôm nay các bạn rất làm rất là tốt. Và tôi cảm nhận một cái điều là hai bạn đã dốc cái lực cho cái bài này, mặc dù là nó không được bùng nổ như anh Xuân Huy nói, nhưng các bạn đã làm rất là tròn trịa cái bài ngày hôm nay. Hy vọng là tuần sau nữa các bạn sẽ bùng nổ. Còn đối với tôi bài hôm nay rất là tuyệt. Cảm ơn các bạn. Còn cái điều này nữa nè, lúc ao cái bài nhảy tự nhiên tôi sợ. Ánh mắt của Thắng nhìn ba anh em chúng tôi như là sắp sửa thiêu đốt cái gì đó. Vì anh nhớ lúc đầu không, trên clip cậu ấy nói rằng là cố gắng nhảy cho được 3 điểm 10 đi. Đó, kết thúc hỏi mình đó. Được cho không? Mấy 10 không? Thấy kỳ quá. Vậy thì chắc chắn bây giờ là thời khắc mà ban giám khảo cho điểm thí sinh Nguyễn Thắng. Xin mời giám khảo John Huy Trần. Thì trả lời cái câu hỏi có cho 3 điểm 10 không? Không. Điểm của em rất dễ thương. Anh chấm bài em 8 điểm. Xin cảm ơn. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Tôi chấm bài này 9 điểm. Cảm ơn anh. Xin mời Đàm Vĩnh Hưng. Quả thật đúng là anh Hoài Linh rất rộng lượng. Và điều đó ảnh hưởng lên cả tôi. 9 điểm. Điểm trung bình ban giám khảo dành cho Nguyễn Thắng là 8,7 điểm. Xin chúc mừng. Bây giờ hãy cùng khám phá cân nặng giảm của bạn trong tuần vừa qua. Xin cảm ơn Ngọc Anh. Cân nặng cũ 80,4 cân. Cân nặng mới 78,1 cân, giảm 2,3 cân, tương đương 2,9%. Và tổng điểm của Nguyễn Thắng 11,6 điểm. Chúc mừng bạn. Kính thưa quý vị, ngày đầu tiên đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, số cân của Nguyễn Thắng là 97,2 cân. Và sau 8 tuần nỗ lực, anh ấy đã giảm được 19,1 cân. Xin chúc mừng Nguyễn Thắng. Gần 20 cân đúng là đáng nể phục. Xin chúc mừng bạn và cảm ơn bạn. Anh Trường Giang, anh thấy em với anh ai đẹp hơn? Những người phụ nữ nhìn vô anh thì thấy anh đẹp hơn. Những người đàn ông nhìn vô em thì thấy em đẹp hơn. Cho nên mình đẹp hay không là do cái nhìn của những người xung quanh, chứ không phải là do bản thân mình. Em đang hỏi anh cảm thấy là hôm nay em với anh ai đẹp hơn thôi, cảm nhận của anh thôi. Em luôn luôn đẹp hơn anh, em hiểu không? Nhưng mà em nhường cho anh hôm nay đẹp hơn em á. Tại sao? Tại sao lại nhường? Cái nét đẹp là không cần nhường. Bởi vì ba má sinh anh ra là anh đã đẹp sẵn rồi. Đúng. Cho nên thì em mới nói là anh hôm nay rất đẹp. Thực sự ra đẹp chưa phải là số 1. Đẹp không phải là tất cả. Cái quan trọng là trí tuệ mới là tất cả. Tuy nhiên hôm nay anh có khác là do cái phong cách anh hôm nay nó khác em... À vậy là anh hiểu rồi. Ý là Tinh Ngọc Diệp khen là người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân đó. Vậy là dù sao thì nhan sắc của anh, trí tuệ của anh luôn luôn là cái phần mà em rất ngưỡng mộ. Đừng nói dối, anh biết em yêu thương anh Đàm Vĩnh Hưng nhất. Tại sao anh cứ ganh tị với anh Đàm Vĩnh Hưng hoài vậy? Đâu, anh đâu có ganh tị với Đàm Vĩnh Hưng đâu. Nói về trẻ trung anh hơn. Không có ganh tị gì hết. Trời. Anh có độ trẻ. Còn anh Hưng không phải già, nhưng mà anh Hưng người ta gọi là chín mùi. Em với anh đang so nhan sắc. Tự nhiên anh lôi anh Hưng vô rồi anh Hưng thua với anh là sao? Để cho anh yên đi. Nãy giờ anh đâu có làm gì, anh đâu có lôi ai vào cuộc đâu. Anh không thể nào so với anh Hưng được. Mới so trẻ hơn tôi này kia là la sùm trên sóng kìa.
chuyện đó là sự thật chứ còn người chối cãi làm gì. Đó, thấy chưa? Bây giờ mình lớn rồi, mình nói mình lớn, mình già, mình nói mình già chứ ngại gì. Cái vấn đề đó không có vấn đề, không phải là vấn đề là phủ nhận Trường Giang nói Hưng già. Nhưng tại Trường Giang chối là không có so sánh gì với Hưng. Thì lặp lại thôi. Đang tôi em thay mặt anh Trường Giang xin lỗi ban giám khảo. Ngọc Diệp hỏi là ai đẹp hơn ai? Dạ. Bởi vì có một cái nghiên cứu mà em đọc được á là đối với loài người thì phụ nữ thường hay được đánh giá là phái đẹp hơn đàn ông. Ừ. Nhưng mà đối với động vật thì con đực đẹp hơn con cái. Trong động vật là nó không biết nói thì nó dùng cái hình thể và một vài điểm thu hút trên cơ thể để chi? Để nó thu hút bạn tình. Còn anh là anh không đẹp về những hình thức nhưng mà anh có sự quyến rũ ở trong lời nói. Em xin mời quý vị hãy cùng gặp hai con công rất là đẹp. Và đó là phần trình diễn của Thủy Tiên. Xin mời. Lúc mình mới vào thì mình ngồi ụt một cái xuống ghế. Chị đã nói thẳng với mình là em ngồi như thế là không được. Thể hiện ra là em rất nặng nề và béo ụp ịch. Mình cũng thấy là mình cần phải thay đổi cho nó duyên dáng hơn. Khi mà nghe chị nói chuyện thì mình cứ há hốc mồm ra như kiểu hóng. Mình không bao giờ mình nghĩ là mình có những cái cử chỉ vô duyên đến như thế. Thật sự là mình mặc cái bộ đồ đó và mình cảm giác mình như một nữ chúa ma cà rồng. Nhưng mà khi mình bước lên trên sàn thì mình cảm giác mình như một con sâu bé nhỏ. Mình không quen đi giày cao gót cho nên là chỉ sợ là có trẹo chân hay không, có bị ngã không. Thật sự lúc ấy là mình rất là sợ. Trước khi tham gia chương trình này thì bố mẹ mình bảo là mong con giảm được 20 cân. Nhưng mà mình giảm được hơn 20 cân rồi. Chủ đề tuần này của chương trình là tỏa sáng. Có những cái bước mình loạng choạng mà hai chân mình quấn lô vào nhau. Nhiều lúc mình chỉ sợ là úp mặt xuống đất. Có những cái động tác mà nó phải sexy á, cái mặt nó phải kiểu lả lơi kiểu gì á, tay thì mình để như kiểu che nắng. Lúc đó mình không biết là phải làm thế nào cả. Mục tiêu của tuần này với mình là sẽ cố gắng giảm được 4 cân. Và mình hy vọng nhất là mình sẽ được 3 con 10. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay nữa cho Thủy Tiên và Sơn Lâm. Và bây giờ có vẻ như người muốn nói đầu tiên đó chính là giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Xin mời anh. Thật sự là tôi lo coi. Tôi quên viết xuống những gì mình đã quan sát. Thôi thì nói những gì mình đã cảm nhận, mình đã từng chứng kiến trong bài thi của hai em. Một màn trình diễn rất là thú vị, những động tác khó liên tục được trình diễn. Các em biết làm cách bất ngờ cho những người xem những cái động tác, những cái sự sắp xếp, nhất là để chân rồi mà di chuyển như vậy khó lắm, không hề đơn giản một tí nào cả. Sơn Lâm thì không cần phải nói nữa, em nhảy quá đẹp rồi. Anh nhìn thấy em nhảy mà anh muốn đi học nhảy luôn. Tiên hôm nay cũng có những động tác khác hẳn những tuần trước. Anh soi em nhiều hơn thì hôm nay Tiên có những cái động tác rất là đồng bộ và nó không còn bị vụng về như những tuần trước mà anh nhìn thấy. Rất là dễ thương, rất là nhịp nhàng và cái nhạc cảm nó rất tốt.
trong cái bài thi này. Và tiếp theo xin mời lời nhận xét từ giám khảo Trần Huy Trần ạ. Mỗi tuần anh hay nói với Tiên là em là một người vô cái chương trình này và chưa bao giờ học nhảy múa. Nhưng mà bây giờ anh không cần nói cái đó nữa. Vì 8 tuần vừa rồi giống 8 vòng thi và cũng là 8 lớp workshop cho em luôn. Và em học và em nhớ tất cả mọi thứ trong 8 tuần vừa rồi. Em áp dụng trong cái bài của em rất là tốt. Mấy cái động tác này nó khó. Jazz funk, walking, voguing và vô nghiệp và đều với Sơn Lâm. Cái phần slow motion, cái chậm chậm xong quất cái mông xong nó có cái phần Sơn Lâm trên cái lưng của Tiên và tụi em xếp con. Bình thường là mấy bạn dancer là bạn nam bưng bê mấy thí sinh nữ, nhưng mà trong cái bài này nó ngược lại. Tiên, em đang bưng bê Sơn Lâm thì cái nhảy múa của em đang tiến bộ, kỹ thuật của em đang tiến bộ và cái sức mạnh của em, cái trọng tâm của em đang tiến bộ và anh rất là hy vọng cái cân nặng của em cũng xuống và tiến bộ. Xin cảm ơn anh Trần Huy. Xin được tiếp lời của anh Trần Huy trước khi giám khảo Hải Linh nhận xét. Tôi nghĩ là khán giả theo dõi chương trình này, yêu thích chương trình này cho tới cái ngày hôm nay, đa số tôi tin chắc là những người đang có cái số cân bị dư thừa đó sẽ rất là ước ao tham gia vào chương trình. Vì là trong thời gian 8 tuần mà các bạn có thể giảm được từ 15 tới 20 cân là một ước mơ rất lớn đối với những người đang béo phì và đang thừa cân. Tôi tin chắc là trong thời gian sắp tới là số hotline của chương trình sẽ nhận được rất nhiều những cái thư đăng ký của các bạn, các anh chị nào đó đang có dư cân. Chỉ cần cho họ tư vấn hoặc là phải làm gì, thậm chí tham gia vào chương trình họ chỉ cần giảm cân thôi. Tôi tin chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Và ngày hôm nay tôi nhìn thấy Thiều Tiên đang xuống cân rất là rõ rệt. Tôi mong rằng là khi em bước lên bàn cân nó sẽ có mang lại những cái kết quả cho em thật là vui. Và sau đây sẽ là lời nhận xét đến từ giám khảo Hoài Linh. Xin mời. Bữa nay đáng yêu thiệt. Ở đây các bạn không bùng nổ theo một cái cách ào ạt mạnh mẽ, nhưng các bạn có cái sự bùng nổ sáng tạo trong cái cách dàn dựng của từng động tác. Tôi cho đó là cũng là cái sự bùng nổ. Bởi vì tôi muốn gửi lời cảm ơn Ngọc Tân đã dàn dựng bài này. Và cái thể hiện bài này của hai em rất là đẹp. Cái sự bưng bê đỡ nó rất là hợp lý trong vũ điệu khổng tước này. Nếu mà chúng ta bắt gặp nó ở trong múa thì chỉ có múa dân gian là chúng ta thấy những cái động tác của con chim công nhiều hơn. Và các bạn có một sự kết hợp rất là ăn ý. Khán giả sẽ nhìn thấy những hình ảnh rất là đẹp khi các bạn tạo dáng. Nó rất là duyên và nó rất là dễ thương. Tôi cho đây là một cái bài mà tôi cảm thấy cái điệu múa của con khổng tước nó bộc lộ được cái sự mạnh mẽ, cái sự quyến rũ và cái nét đẹp của một con chim trống. Và cái sự dịu dàng, cái sự nhẹ nhàng của một con khổng tước mái. Và tôi cho đây là một cặp đôi đẹp, đẹp như một cặp công thật ở ngoài đời vậy đó. Cảm ơn Sơn Long, cảm ơn Thị Tiên. Và ngay bây giờ sẽ là số điểm đầu tiên. Chưa, còn chưa, tôi đây là tôi mới nói về cái cặp này. Còn tôi nói lẻ về cái riêng đây. Nói là anh thấy Sơn Lâm nhảy là anh muốn đi học nhảy. Sẵn đây tôi cũng khuyên luôn là thôi bỏ ý định đó đi. Mấy chục năm nay đã học không được, nhảy không được rồi. Thì thôi giờ bỏ cái ý định đó đi. Đừng học chi phí tiền. Sao vậy ta? Làm người em có ước mơ. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Còn cái thực hiện hay không thì người bên cạnh mình, hàng xóm mình vẫn có thể góp ý cho mình là bạn ơi, bạn nên trồng cây này, bởi vì cái đất này nó hợp với cây này hơn. Dạ. Bạn đừng có đem cái đất mà đất ruộng mà bạn trồng khoai lang, nó dễ bị sùng lắm. Có rất nhiều bạn người bạn nên trồng rau muống thì hay hơn. Cũng có rất nhiều người trước đây đã từng khuyên Hưng thôi đừng đi hát, nhưng Hưng cũng bỏ ngoài tai, dẫn bước tới cái nơi mà Hưng đam mê nhất. Đó là ước mơ mình mong muốn, mình thấy nhảy hay quá, mình muốn được như vậy ngay lúc này thôi. Cái lời nói ước mơ mình bộc ra thôi cũng gặp khó khăn nữa là sao trời. Chắc là có có người quan tâm anh nên mới để ý câu nói của anh Đà Vĩnh Hưng. Bởi nhiều khi anh em mai mốt nha, Giang nha, hàng Hưng rồi này nọ cũng vậy, có cái gì kêu anh góp ý là cô góp ý nữa đâu. Vậy cái này là góp ý chứ không phải chê bai, hiểu không? Anh ơi, em đứng ngoài cuộc nói chuyện lúc nãy. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ nhận được số điểm đầu tiên từ giám khảo Trần Huy Trần dành cho cặp đôi dễ thương vừa rồi. Xin mời anh. 9 điểm. Wow. Xin mời giám khảo Đà Vĩnh Hưng. Tôi thích cái động tác giữ chân lên nhau ha, rồi di chuyển ha. Thêm một cái làm tôi phục nữa là rất chính xác, là khi Sơn Lâm trồng chuối đụng tới vai của
cái chân đụng vai của Thủy Tiên. Và nó rất là khó nha, rất dễ bị trật. Và Thủy Tiên chụp lại liền và đưa Sơn Lâm lên vai mình luôn. Nó đòi hỏi một cái sự kết hợp rất nhuần nhuyễn và chính xác. Và nó phải ngọt, sớt và có sức khỏe nữa. Cho nên tôi cộng một điểm nó vào nữa là 10 điểm. Wow. Và giám khảo cuối cùng xin mời nghệ sĩ là 10 rồi. Hoài Linh. Tôi ghi rồi, 10 điểm. Quá dữ, quá dữ. Cảm thấy sao? Em cảm giác rất là sung sướng ạ. Ngày mai đi ăn mừng liền. Được, được. Nghe nói đi ăn mừng là chối từ liền. Bởi vì giảm cân khổ lắm. Mà đã bước được tới cái giây phút ngày hôm nay là dễ gì mà xa lầy, đúng không? Chính xác. Và như vậy điểm trung bình của cặp đôi dễ thương này là 9,7 điểm. Xin chúc mừng. Và bây giờ mời lên cân. Xin cảm ơn Sơn Lâm. Cân nặng cũ 101,5 cân. Cân nặng tuần này 98,7 cân, giảm 2,8 cân. Wow. Tương đương 2,8%. Tổng điểm của Thủy Tiên là 12,5 điểm. Chúc mừng. Và kính thưa quý vị, ngày đầu tiên đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, số cân của Thủy Tiên là 127 cân. Sau 8 tuần tập luyện gian khổ, cô ấy đã giảm được 28,3 cân. Xin chúc mừng. Gần 30 cân. Quá kinh khủng. Cảm ơn những nỗ lực của em dành cho chính bản thân mình. Cảm ơn Thủy Tiên rất nhiều. Vâng, như vậy là thí sinh của chúng tôi đã cố gắng rất nhiều và phần thưởng dành cho họ là số cân giảm được rất cao. Trước khi đến với thí sinh tiếp theo, chúng ta cùng giải lao trong giây lát. Đã quay trở lại với chương trình Dance Your Fat Up, bước nhảy ngàn cân. Và kính thưa quý vị, sau mỗi tiết mục, quý vị yêu thích cặp đôi nào, hãy nhanh tay bình chọn cho họ. Và vừa rồi là hai cặp đôi Nguyễn Thắng và Thủy Tiên. Nguyễn Thắng sẽ là mã số 01 và Thủy Tiên sẽ là mã số 02. Hãy bình chọn cho họ để có cơ hội mang về quà tặng của chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Mình đang nói về chủ đề catwalk thì Ngọc Diệp muốn giới thiệu đến quý vị. Ngọc Diệp tin chắc rằng không ai có thể catwalk giỏi hơn một cái người đang có mặt tại đây. Em là người mẫu thì em catwalk là chuyện bình thường. Cảm ơn anh đề cao em quá. Em muốn giới thiệu anh Đàm Vĩnh Hưng. Một người mà được rất nhiều nhà thiết kế mời làm vedette trong các bộ sưu tập và những phần trình diễn thời trang của họ. Dạ, xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng xuống đây ạ. Em ơi, nếu mà catwalk làm sao mà có ai qua được Hoa hậu Ba Miền Hoài Linh được. Hoa hậu Ba Miền Hoài Linh vâng. Không phải Hoa hậu Ba Miền nữa, sau đó đã lên một cái giải cao hơn là Hoa hậu quốc tế rồi. Xin mời siêu mẫu Hoài Linh ba. Xin mời giám khảo siêu vòng ba anh John Huy. Wow, siêu vòng ba. Dạ, xin mời ba vị giám khảo của chúng ta lên sân khấu được không ạ? À? Xin cảm ơn. Một tràng pháo tay, đây mới chính là những siêu mẫu thật sự của Bước Nhảy Ngàn Cân. Cho ba vị siêu mẫu bất đắc dĩ của chúng tôi. Thật sự là rất ngưỡng mộ, rất khâm phục bởi vì sự tự tin luôn có thừa ở ba vị giám khảo của chúng ta. Và một tràng pháo tay nữa, xin cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà anh thích cách đi của em, anh rất thích cái bước kết quốc của em. Lạ lắm, trong thời trang cần yếu tố lạ.
Dạ thích sách hay lắm. Anh nói thích thiệt, anh thích thiệt. Tức là em đi là em né đó. Né. Ngoáy, ngoáy, ngoáy. Ngoáy mạnh lên đó. Cái này tỉa bắp đâu. Xin cảm ơn rất nhiều. Một thí sinh đã rất nỗ lực trong tuần qua để chiếm được tình cảm của ban giám khảo. Thí sinh này mỗi lần xuất hiện là luôn mang tới cảm xúc. Đặc biệt là vui hay buồn, cô ấy cũng đều diễn cảm khuôn mặt một cách rất là tới nơi tới chốn, đúng không ạ? Và đó chính là Huyền Thanh. Chị Xuân Lan cũng có chia sẻ rằng chị cũng là một người mẹ đơn thân, nên là một chút gì đấy mình cũng nhận được sự đồng cảm từ chị. Khi mà chị chỉnh dáng ngồi cho bọn mình thì chị có nói ra là quá trình mà mình ngồi nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc tích mỡ của mình nữa. Cái dáng ngồi lúc nào nó cũng ủi rũ như thế này thì cái lượng mỡ nó sẽ xô ra đằng trước, thì cái lớp da thừa và lớp mỡ nó sẽ nhiều hơn. Còn ngược lại, nếu như lúc nào bạn cũng căng và vươn người hít thở sâu thì dáng người của bạn nó cũng sẽ thon gọn hơn, và cái lượng da và mỡ thừa nó cũng sẽ hạn chế hơn rất là nhiều. Tuy đến thời điểm hiện tại tổng số cân mình giảm được là 11 cân, nhưng tuần vừa rồi thì mình chỉ giảm được có 6 lạng, tức là mức số cân thấp kỷ lục nhất từ đầu chương trình diễn ra đến bây giờ. Chỉ có những người ở bên cạnh mình mới hiểu là mình đã tập luyện chăm chỉ và quyết liệt đến như thế nào. Ngay cả Đăng và người huấn luyện viên riêng cũng đã gọi là đây là những bài tập địa ngục mình mới có thể mong giảm được cân trong những cái tuần cuối cùng này. Mà thực sự là cái kết quả của cái tuần vừa rồi cũng khiến mình không hề hài lòng một chút nào. Về việc nhảy múa thì mình cảm thấy như là được thăng hoa. Chủ đề nhảy tuần này của bọn mình là tỏa sáng, và thể loại mình và Đăng chọn là jazz funk pha một chút belly dance. Đăng bảo là mình có một cái lợi thế bụng nhiều mỡ, thì khi mà tập belly dance nó sẽ ra dáng. Nhưng mà lúc mà mình tập cái sóng dọc từ trên xuống dưới thì Đăng bảo ok. Nhưng mà tập cái xoay ngang như này thì Đăng bảo là chắc Thành không có năng khiếu rồi, nên mình rất hoang mang, không biết là mình có tập được không. Mình nghĩ là điều đặc biệt nhất của cái bài nhảy này nghĩa là mình được xinh đẹp, mình làm nữ hoàng, còn mình không biết là Đăng làm nhân vật gì. Mỗi mình là nữ hoàng là được rồi. Mình hy vọng là với sự giúp đỡ nhiệt tình của Đăng và với sự nỗ lực quyết tâm cao của mình thì ngoài bài nhảy mình sẽ được đánh giá cao từ ba vị giám khảo như hai tuần trước, thì về điểm giảm cân mình hy vọng là mình sẽ giảm được nhiều cân hơn và sẽ không còn rơi vào tốc nguy hiểm nữa. Cho Huyền Thanh và Quang Đăng. Và sau đây sẽ là nhận xét đầu tiên từ anh John Huy Trần. Xin mời. Anh rất là hạnh phúc vì hôm nay chúng tôi được thấy một cái gì mới và lạ với em. Tại mấy tuần trước em hay là mấy cái cảm giác buồn hay nhẹ, và hôm nay em làm một cái gì rất là chắc, và hôm nay em nhìn rất là gợi cảm và sexy. Và anh nghĩ chắc chắn 8 tuần trước em không có đủ tự tin mặc bộ đồ như vậy, nhưng mà hôm nay em thực sự là tỏa sáng. Và cái trang phục và cái make up, với cái trang điểm, cái make up nó rất là giúp cái tiết mục của hai em hôm nay. Nói về cái phần mới, một cái cảm giác mới, cái belly dance pha với jazz funk thì anh cũng thích.
nhưng mà nó có mấy cái phần nó chưa thực sự mượt lắm, hình như đang thả em xuống sớm tại cái tay của em chưa chạm xuống, và lúc đó anh cũng hơi sợ, nhưng mà em cũng nhảy tiếp theo giống không có vấn đề gì cả. Chúc mừng. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Tôi nghĩ là cái khó khăn nhất cho bạn trong ngày hôm nay đó là những cái động tác, và những động tác đó nó kèm theo, nhất là cái tóc. Cái tóc nó làm cho em rất là khó chịu, đúng không? Bởi vì khi em lộn qua thì tóc nó lại phủ vào mặt, làm mình bị chi phối cái tư tưởng để mình tập trung vào cái bài. Còn riêng về cái bài dựng này thì tôi thấy Quang Đăng cũng khá là mạo hiểm khi đưa những cái động tác nó hơi khó vào trong cái bài này. Và cái biểu cảm ở trên gương mặt của hai bạn rất tốt. Có một cái động tác duy nhất là cái đỡ đầu tiên nó hơi chệch choạc chút xíu. Và từ cái bê đó tôi mới thấy cái mái tóc nó làm cho em phân tâm đó. Nhưng để nói ở đây là có phải tiết mục mà đẹp mắt để cho chúng tôi xem không? Thì là có. Và hy vọng rằng là với cái những cái khó khăn thử thách như thế thì chúng ta sẽ rút kinh nghiệm cho những tuần sau để cho nó làm sao để cho nó gọn gàng hơn với cái nhân vật của mình. Và xin mời những nhận xét từ giám khảo Đàm Vĩnh Hương. Tôi thấy mỗi một tuần thì cái sự đầu tư về trang phục của các thí sinh nó được thay đổi một cách rất là tuyệt vời, nó phục vụ đúng cái tiết mục như vậy á, rất là hay, rất là đẹp. Đó là phần đánh giá cao về sự đầu tư của thí sinh cũng như là nhà tổ chức. Thứ hai, đây là một bài múa dàn dựng rất là ma mị, nó có những động tác thách thức, đòi hỏi một sự mạo hiểm rất là lớn và khó khăn được đặt ra ở đây. Chính vì quá thách thức, mạo hiểm và khó khăn cho nên là một vài cái nó chưa làm cho chính bản thân tụi em hài lòng luôn, đúng không? Đó. Tuy nhiên, nhìn chung đây là một tiết mục có sự lôi cuốn dành cho người xem. Nói chung là một tiết mục hoàn toàn lạ hẳn trong cái cuộc thi thế này. Chúc mừng xem trình diễn của hai em. Và ngay bây giờ sẽ là số điểm đầu tiên từ giám khảo John Huy Trần. 8 điểm. Xin mời giám khảo Hoài Linh. 9 điểm. Và vị giám khảo cuối cùng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. 9 điểm. 9 điểm. Xin cảm ơn ban giám khảo. Và ngay sau đây là điểm trung bình của ban giám khảo dành cho cặp đôi Quang Đăng và Huyền Thanh là 8,7 điểm. Bây giờ mời hai bạn lên cơn. Cân nặng cũ 65,8 cân. Cân nặng tuần này 64,1 cân, giảm 1,7 cân, tương đương 2,6%. Tổng điểm của bạn 11,3 điểm. Chúc mừng. Kính thưa quý vị, ngày đầu tiên Huyền Thanh đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, cân nặng của bạn là 76,9 cân. Và sau 8 tuần, bạn đã giảm được 12,8 cân. Xin chúc mừng. Thí sinh có số điểm cao nhất tính đến thời điểm này đó chính là Thủy Tiên và thấp nhất Huyền Thanh. Kính thưa quý vị, sau 8 tuần tập luyện với chế độ tập luyện hợp lý, chế độ ăn uống hợp lý và được theo sát bởi các chuyên gia của chúng tôi thì các thí sinh hiện tại đã giảm được một số lượng ký rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì họ phải phấn đấu hơn bởi vì giảm thêm nữa và săn chắc cơ thể tốt hơn nữa và nhảy đẹp hơn nữa thì mới mong là những người đi sâu hơn. Một vài thí sinh bởi vì có cơ địa rất khó giảm cân cho nên tính đến thời điểm này thì thân hình cũng còn khá mũm mĩm phải không anh? Và sau đây sẽ là một thí sinh cũng mũm mĩm dễ thương, nhưng hết mình hay không chúng ta hãy nhìn vào cái phần trăm giảm cân và trình diễn ngay sân khấu của Bước Nhảy Hàng Cân ngày hôm nay. Và không làm mất thời gian lâu hơn nữa, xin được giới thiệu thí sinh Minh Thảo. Thảo đã xem rất là nhiều show thời trang rồi, nhưng mà đây là cái lần đầu tiên mà mình được trình diễn trên một sàn catwalk thực sự. Thì cảm giác nó rất là hồi hộp. Thì lúc đó Thảo cũng hơi khớp. Tính cách của Thảo cũng là một người khá tự tin. Nhưng cái chị nói về những cái dáng mình ngồi, cái cách mà mình ăn nói, đi đứng, giao tiếp thì Thảo thấy là mình còn thiếu sót rất nhiều. Thảo là một trong những bạn giảm cân rất là ít, Thảo giảm cũng 14 ký mấy nhưng mà lại không có thấy mình gọn lại. Trong 2 tuần qua là Thảo đã cảm thấy mình bị tụt dốc,
Điều đó khiến cho Thảo cảm thấy vô cùng áp lực. Tuần này anh Hải đã quyết định là sẽ làm burlesque. Không biết nói sao, nói chung là nó là một cái thể loại mà Thảo cảm thấy rất là thích. Thảo sẽ cố gắng trình diễn một cái bài thật là bứt phá để lấy lại phong độ của những tuần trước. Show a little more, show a little less, add a little smoke, welcome to burlesque. Everything you dream of, but never can possess, nothing's what it seems, welcome to burlesque. Give it to the band. Cùng dành một tràng pháo tay cho Lâm Vinh Hải và Minh Thảo. Bây giờ sẽ là nhận xét đầu tiên từ giám khảo Trốn Huy Trần. Wow, không wow. Like, không phải wow nhưng mà like... Hết hồn. Thực sự, lúc anh xem cái bài này nó có nhiều cái bất ngờ, rất là nhiều. Một cái bất ngờ làm cho anh hơi căng, mà cái căng này anh cũng thích. Yeah. Cái cảm giác trong cái bài này đúng là burlesque. Nó rất là cảm xúc, nó rất là gợi cảm. Để anh nói một tí xíu về cái thể loại burlesque. Một cái sự hài hước và nó cũng rất là gợi cảm. Và tụi em làm cho, không biết là anh Hoài Linh có cảm giác thế nào, nhưng mà anh có một số cảm giác là anh không thoải mái lắm. Nhưng mà cái đó là một cái thành công của burlesque vì tụi em thể hiện đúng. Lúc Thảo đang nằm xong cái tay của Hải chạm vô, cái kiểu như vậy đó. And then lúc Thảo cầm cái lông đó, yeah, xong em cũng là cái kiểu là mình không phải là chỉ là cầm như vậy, cái kiểu là cái kiểu như vậy đó. Đó là burlesque và em làm mấy cái điều đó rất là tốt. Nó rất khó để diễn burlesque, để cho nó nhìn đúng là burlesque. Nhiều bạn sẽ thử cái thể loại này nhưng mà bị nhát ha, over quá. Tất cả mọi thứ, cái kỹ thuật và mấy cái động tác tụi em làm đúng cái nhạc, mấy cái chi tiết trong cái nhạc. Và lúc em trên cái ghế, em đá cái chân lên cái ghế, anh rất thích bài này, chị nói rất thích bài này. Mời phần nhận xét tiếp theo từ giám khảo Hoài Linh. Thật sự ra thì hai bạn kết hợp nhau trong cái bài này tôi thấy là một cặp đôi rất là đẹp. Mấy tuần trước thì cái phần của Hải nhỉn hơn, tuần này thì tôi thấy Thảo bắt đầu có cái sự cố gắng. Chúng tôi vẫn mong muốn điều đó nơi các thí sinh. Ngoài cái cố gắng trong cái từng bước nhảy thì về cái phần diễn xuất thì dĩ nhiên là Thảo cũng có kinh nghiệm rồi, bởi vì em là một diễn viên mà, cho nên là em cũng có kinh nghiệm. Trong cái phần dàn dựng của Nhật Anh thì có lẽ Nhật Anh cũng dựa vào cái điểm mạnh của em, và cái người bạn diễn của em đã tạo rất là nhiều cái cảm xúc cho Thảo để Thảo hoàn thành cái bài này. Những cái động tác thì thật sự nhìn nó rất là đơn giản, nhưng khi mà mình vào mình làm thì nó không hề đơn giản chút nào. Và như John Huy nói thì cái bài này nó có chừng mực và nó tạo được cảm xúc cho người xem. Đó là các em đã thành công. Chúc mừng Lâm Minh Hải và Minh Thảo. Và xin mời nhận xét từ giám khảo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Anh không hài lòng, anh Hưng đang lắc đầu. Giá như mà
tôi nhảy giống được như vậy. Lại mơ nữa rồi. Đời người có quyền ước mơ mà. Tất cả mọi thứ ở trong cái bài này với tôi là tuyệt vời. Nha. Vì là từ cái đặt để bước chân của em, từ khi ngồi em xoay mặt lại, ánh mắt, cơ mặt và cái miệng của em hát theo rất là chuyên nghiệp. Và những cái bước chân của em đưa qua không phải đơn giản tí nào đâu, rất là khó, rất thẳng, và em đặt xuống đúng nhịp và nó lôi cuốn cái người xem. Và em làm được cái điều đó, hút người ta. Ngay cả cái khăn em quấn vào cổ Hải và em đá Hải rớt xuống và em lôi trở ra, khi Hải lăn nó hoàn toàn rất là phù hợp và tính toán được cả cái vòng quấn, nó lấy ra một cách rất là nhẹ nhàng và dễ dàng. Một điều thôi, theo suy nghĩ của riêng tôi thôi, khi em ao, em ngồi lên người Hải, nếu như cái nhạc ao mà em bật ngửa trở ra luôn, là em sẽ lấy được 3 chữ xuất sắc trong cái tiết mục này. Tôi muốn cho điểm ngay lập tức liền bây giờ rồi. Và bây giờ là số điểm từ giám khảo Đại Minh Hưng, xin mời. 10 điểm. Mười điểm. Cảm ơn anh. Và điểm số thứ hai từ giám khảo Trần Huy Trần là 10 đi. 10 điểm. Yeah. 10 điểm. Và giám khảo Hoài Linh nghĩ sẽ là 10 rồi. Có nhiều tôi cho nhiều chứ sao? Hả? 10 điểm. Như vậy điểm trung bình của các bạn là 10 điểm từ 3 vị giám khảo. Và bây giờ phần còn lại xin mời Thảo lên cân. Hôm nay dáng Thảo cũng rất là đẹp. Thí sinh Minh Thảo, cân nặng cũ 77,3 cân, cân nặng mới 75,5 cân, giảm 1,8 cân, tương đương 2,3%. Và tổng điểm của Minh Thảo là 12,3 điểm. Số cân của Minh Thảo trong những ngày đầu tiên đến với chương trình bước nhảy ngàn cân là 92,1 cân. Trong 8 tuần vừa qua, bạn đã giảm được tất cả là 16,6 cân. Xin chúc mừng. Xin cảm ơn Minh Thảo. Và hiện tại số điểm cao nhất thuộc về thí sinh Thủy Tiên và thấp nhất thuộc về Huyền Thanh. Kính thưa quý vị, chúng ta còn lại 2 thí sinh đang ở trong phòng chờ. Đó chính là Anh Khoa và Ngọc Sơn. Và hãy bình chọn cho những thí sinh mà quý vị yêu thích. Ngọc Diệp xin được nhắc lại, thí sinh Minh Thảo mã số 04 và Huyền Thanh mã số 03. Ngọc Diệp muốn giới thiệu ngay đến quý vị một trong 2 thí sinh đang chờ đợi trong phòng nguy hiểm. Vâng, họ đang chờ đợi, quý vị giám khảo cũng đang chờ đợi và khán giả cũng sẽ chờ đợi. Chúng ta cùng nghỉ giải lao trong giây lát. Với chương trình Dance Your Pedal bước nhảy ngàn cân. Và kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta chỉ còn lại 2 thí sinh mà thôi, đó chính là Anh Khoa và Ngọc Sơn. Trước khi gặp thí sinh tiếp theo thì Ngọc Diệp xin hỏi, có phải ước mơ ngày bé của anh Trường Giang là lớn lên sẽ trở thành một siêu mẫu không? Ngày xưa thì anh ước mơ nhiều, ước mơ làm người mẫu, ước mơ làm ca sĩ, ước mơ làm phi công. Anh chọn toàn những cái nghề khó không vậy? Vì ước mơ mà, đâu có tốn tiền, nên cứ ước mơ thôi. Và anh đã làm gì để theo đuổi ước mơ của mình? Để làm thinh chứ làm gì vậy? Nghĩ chắc chắn là không được. Nghĩ sao tướng vậy lấy máy bay, cái chân có chút xíu làm sao làm người mẫu. Thật sự Ngọc Diệp chia sẻ là để giữ được cái vóc dáng là một điều vô cùng khó lắm. Khó lắm, đúng rồi. Đâu phải ai cũng giữ được cái dáng như anh Linh bây giờ. Hoài nha, cứ hoài nha, máu tôi hoài nha. Bởi vì là giữ dáng rất khó, cho nên để giảm được cân và có dáng đẹp hơn lại càng khó hơn. Đúng rồi. Cho nên phải thông cảm với các thí sinh của chúng ta nhiều hơn. Nỗ lực của các bạn phi thường lắm quý vị ạ. À. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ thí sinh. Đó chính là Anh Khoa. Hai cái bắp đùi của mình ấy, nó to, cho nên là khi mà đi thì hai chân ấy, nó tưởng tượng như là đang đi hai hàng vậy. Và cái lưng gù như thế này, chị Xuân Lan chỉnh lại lưng cho mình và dáng đi của mình để cho người ta thấy được cái sự thay đổi, không những về cân nặng mà còn về dáng đi, dáng ngồi và cách hành xử của mình. Và khi mình được sải bước trên cái sàn catwalk và cảm giác của mình khi đang đi sân khấu đó là đầy tự tin và rất hiên ngang của một người đàn ông.
Đây không phải là gọi là một thử thách, mà đây là một cái sự hoàn thiện chính bản thân của mình. Mình đã giảm được đến 21kg và cảm thấy người của mình rất là săn chắc, mặt lại có cái chữ V line rất là nhiều. Mình là chiều cao 1m80, nếu như mình còn phấn đấu được xuống 75kg thì mình sẽ bằng tiêu chuẩn một người mẫu. Phần bài này, cái khó khăn của mình và chị Ốc Thanh Vân á, thì là mới đầu vào bài thôi thì cái nhịp nhạc nó rất là nhanh, thậm chí có những cái đoạn step line rất là nhanh mà hai người cùng phải giao nhau với nhau để tạo ra những cái bước chân thật nhanh và phải thật đúng nhịp. Có hai đoạn bưng bê, những động tác nó rất nguy hiểm và động tác đó làm cho chị Ốc là phải chấn thương rất là nhiều lần. Đối với Khoa thì cặp của Khoa cũng có thể là chưa được may mắn, mà cũng có thể là mình chưa có đủ trình để mà mình có thể vươn đến điểm số 10. Coi đó là cái mốc để Khoa phải cố gắng để đạt được nó. Tuần này, riêng với những nhảy cha thì Khoa sẽ cố gắng nhảy thật tốt bài biểu diễn cha này và cố gắng giảm cân thật tốt, chỉ có tiến và không có lùi. Và giám khảo nhận xét về phần trình diễn của thí sinh Anh Khoa. Xin mời giám khảo John Huy Trần. Wow, Khoa, cái bài em với Ốc làm rất là giải trí, rất là jazz và đúng một cái thể loại burlesque luôn. Tại cái phần burlesque này, nếu mà khán giả chưa hiểu rõ lắm burlesque là cái gì, là cái đó là cái phần mình diễn, mình thể hiện một cái nhân vật thế nào. Và cái gương mặt của Ốc, và hôm nay cái gương mặt của em và cái ấm mắt của em nó không có bị đơ. Lúc em tháo cái kiến ra đó, hai bạn diễn mặt rất là tốt. Chừng nào mình giao lưu với một người đó, mình có cái cảm giác. Và lúc đó anh tin về cái sự đam mê của hai bạn với nhau, rất thương yêu nhau và nó rất là vui. Hôm nay em là một người gần cuối đó, thì không biết nếu mà cái sự vui này nó sẽ đủ để vô tiếp theo. Nhưng đối với cái kỹ thuật và mấy cái phần nhảy nè, jazz nè, burlesque nè, quick step nè, rất là nhiều kỹ thuật khó. Cái bưng bê cuối cùng, zoom, là bất ngờ ha? Không có hả? Động tác đó là gì? Mình thấy chưa thấy rõ. Làm lại đi. Làm lại động tác đó. Ok. Yeah. Được rồi, thì nói chung thì anh thấy cái bài này nó rất là giải trí và anh hy vọng là em được đi sâu hơn. Xin cảm ơn anh John Huy. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Hôm nay tôi lại cảm thấy Khoa không được thoải mái lắm trong cái cách thể hiện của mình. Vẫn diễn nhưng mà nó rất là căng thẳng, ánh mắt thì vẫn diễn nhưng mà trong từng cái động tác, từng cái cử chỉ thì có vẻ như là em đang lo lắng. Thực ra anh chưa có nhìn thấy cái sự dứt khoát trong cái từng động tác. Dĩ nhiên là nó rất là đều đẹp nhưng mà sợ là em đang bị lo cái gì, anh cảm nhận như vậy thôi. Thì anh Hoài Linh cảm nhận là em hơi lo lắng nhưng mà anh cảm nhận em rất là thoải mái. Và không biết anh Đàm Vĩnh Hưng, anh cũng đang định nói nãy giờ, anh chờ anh Hoài Linh nói xong anh mới được quyền nói.
anh lại thấy ngược lại chút xíu, em thoải mái. Khi em ra là em diễn, wow, em lấy đám đông, em thể giao lưu với khán giả một cách rất là thoải mái, tự tin. Một bài diễn, một sự kết hợp bất ngờ giữa dặn này với nhạc kia, thay đổi xen kẽ nhau liên tục. Và Âu Thanh Vân cũng có những cái động tác nó ăn khớp với lại những cái sau trong, ở trong đó. Cái phần nhảy múa lúc đầu thì nó có cùng với nhau ha, sau đó nó bị rời đi tí xíu, sau đó lại có lại, nó lại rời đi tí xíu, nó có lại. Đó, có thể là đó là ý đồ bài diễn của tụi em. Tuy nhiên nhìn chung một bài diễn rất là tốt, một tâm lý hoàn toàn thoải mái, đâu có vấn đề gì khó khăn đâu. Đó. Tại sao mà mình phải để không giảm cân tốt mà để bị gây áp lực? Em sẽ rơi vào nguy hiểm, để cho tuần sau em còn dám không giảm cân nữa hay không? Xin cảm ơn giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Và bây giờ xin mời hai bạn hãy cùng tiến lên chiếc cân phía trước. Số cân cũ của anh Khoa 87,9 cân. Cân nặng mới 86 cân, giảm 1,9 cân, tương đương 2,2%. Và sau 8 tuần đến với chương trình thì tổng số cân mà anh Khoa đã giảm được chính là 21,8 cân. Wow, quá dữ. Chúc mừng bạn. Rất là đáng nể. Xin cảm ơn anh Khoa. Bởi vì là một trong hai thí sinh lọt vào vòng nguy hiểm cho nên anh Khoa tạm thời sẽ không được nghe ban giám khảo chấm điểm lúc này. Và bây giờ sẽ là thí sinh cuối cùng trong đêm hôm nay, đó chính là Ngọc Sơn. Trước khi đến với buổi học này, phong cách và cái tư thế đứng của mình rất là nhiều sai sót, đặc biệt là khi mà mình đứng trước ban giám khảo thì người mình rất hay bị gù xuống như thế này, làm cho người xem cảm thấy mình không phải người tự tin. Và chị đã dạy cho mình là hít thật sâu và thở ra thì người mình sẽ được thẳng lên và trông nó đẹp hơn trong mắt mọi người. Thứ hai là tay của mình không bao giờ được để phía trước. Một là mình có thể để đằng sau để che đi cái phần xấu, hoặc hai là mình có thể đút túi. Mình cảm thấy như đây là những cái chi tiết tuy rất là nhỏ nhưng mà nó rất là quan trọng. Tuần thứ 7, khi mà mình đóng vai một chàng trai nam nhưng mà lại nhảy những cái bước nhảy của nữ, mình đã có những cái biểu lộ cảm xúc nó hơi bị over như anh John Huy nói. Và mình thấy là đã đến tuần thứ 8 rồi thì không nên để những cái việc như thế này xảy ra nữa. Mình sẽ cố gắng tiết chế cảm xúc của mình. Cái số cân nặng là 68,2. Mình cũng đã gần như là đạt đến cái mức chuẩn của một người bình thường. Đây cũng là một cái lợi thế cho mình. Cơ thể mình cảm giác rất là nhẹ nhàng, nên mình sẽ cố gắng làm sao để có thể một bài nhảy thật là đẹp. Mình thực sự chưa giờ mình nhảy cho ai cả. Đặc biệt là khi mà kết hợp thêm cả những phần bê đỡ nữa thì đó lại còn là điều khó khăn hơn với mình. Bởi vì mình, cái điểm yếu nhất của mình là về bê đỡ. Mình không biết xài lực và luôn dễ làm chị Lịch bị chấn thương. Mình sẽ cố gắng làm sao để có một bài nhảy đẹp cho khán giả thấy rằng cái nỗ lực của mình không chỉ thể hiện qua việc giảm cân mà còn thể hiện qua các bài nhảy. Juliet felt the same.
cùng dành một tràng pháo tay cho cô Ma Cà Rồng vô cùng đẹp trai. Bữa này thấy rõ rệt, thấy rất rõ rệt, gọn hẳn ra. Và bây giờ phần nhận xét đầu tiên, xin mời giám khảo Chó Huy Trần. Thì cái chủ đề trong tuần này là tỏa sáng. Và lịch cái váy màu đỏ của em và cái động tác em làm và mấy cái bưng bê sơn hỗ trợ cho em rất là sáng. Và sơn em đều sáng giống lịch luôn. Nếu mà không có cái sự hỗ trợ của em trong cái bài này thì mình sẽ không có cái kết quả tuyệt vời như vậy. Lúc anh nghe cái nhạc anh hơi lo lắng vì cái nhạc nó rất là đều và chậm. Nhưng cái cảm xúc và cái cảm giác của em tạo ra trong mấy cái động tác của em và cái bài dưỡng của lịch, một cái bài dưỡng em biên đạo rất là tuyệt vời. Mấy cái động tác đúng là jazz, cái cảm giác đúng là jazz. Có nhiều bạn hỏi anh jazz là cái gì. Nếu mà bạn muốn biết thì xem cái bài này, đây là một cái bài jazz. Chúc mừng hai em. Xin mời phần nhận xét từ giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Tôi muốn được xem lại cái bài này một lần nữa cho nó đã. Yeah, nó quá tuyệt vời, hay lắm luôn á. Cái nhân vật của các em thể hiện rất là đúng một con ma cà rồng với trang phục và tạo hình hoàn toàn rất là chính xác. Nó có một chút xíu biến thái và nó nguy hiểm rõ rệt lắm. Từ con ma cà rồng này nó lôi kéo và nó nhả và nó quần cái cô gái này ở trong tay một cách rất là như nằm trong lòng bàn tay vậy. Muốn tung, muốn giày xéo, muốn làm cái gì cũng được hết trơn. Và những cái bước chân mà tụi em bưng bê lên mà hất chân của lịch lên như vậy, em ơi sao mà nó có thể chuẩn xác 100% như vậy được. Đây là cái khoảnh khắc được gọi là thăng hoa trong nghề nghiệp và tổ đại nữa. Đó là hai cái yếu tố này. Tại vì mình có tập cách mấy thì phải có hai yếu tố này, thăng hoa và tổ đại thì mới có được cái sự chính xác như vậy. Cái bây giờ là sao ta, nó ngưỡng mộ đến mức mà muốn xem lại một lần nữa những cái động tác mà bưng bê xoay chuyển như này, xong rồi còn xoay ngược lại một cái nữa. Ô sao mà nó khó dễ sợ vậy, những động tác phức tạp và khó được bày ra liên tục như vậy trên một nền nhạc swing cha rất là khó diễn. Nó đòi hỏi một cái suy nghĩ rất là văn minh và những cái động tác nó phải thật sự phù hợp với cái swing cha này. Thì anh cũng không nghĩ em được đào tạo từ ở trường nào hay là giáo viên nào, sư phụ của em là ai mà là có những cái bước nhảy và cái sự đặc để nó hoàn toàn thích hợp mà nó tây như vậy. Anh rất là chúc mừng. Nhân tiện đây thì em cảm ơn anh John Huy, tại vì những bước nhảy này là tất cả đều là nhờ anh Huy mà. Nhưng mà anh Huy là một người thầy em rất là ngưỡng mộ. Từ ngưỡng mộ thì em mới bắt đầu đi theo và học hỏi từ anh Huy. Oh my god. Vậy là it's your teacher, it's your pupil. Yeah. John Huy, yeah. You're so giỏi. Yeah. I don't think you're giỏi. Giống như là mà bắt đầu từ giống như cái gì đó mà đang tìm mà chưa có ra cái từ đó là you wow. Không, tôi nói thật nha, bắt đầu từ đây chứ đi, những cái bài nhạc jazz mà tôi thể hiện ở trong show của tôi đó thực ra nó khó, tôi hay dùng ba lê lắm, nhưng từ hôm nay trở đi nhất định tôi sẽ tìm đến Phạm Lịch, nhờ định tìm đến John Huy để có thể dàn dựng những cái động tác tuyệt vời cho tôi. Giáp nó quán bên đi. Và nếu như điều kiện cho phép cũng có thể trân trọng mời Ngọc Sơn tham gia cái show của mình lắm chứ. Hồi xưa anh cũng hứa với anh là cho anh tham gia show đó, tới giờ chưa có luôn. Có không? Sao đội thành mười khó nổi tiếng như bây giờ mà. Từ đó tới giờ luôn đó, hết luôn rồi. Đúng rồi đó, mười hình như gần mấy năm, 6-7 năm, 4 năm. Anh ơi khó như nè anh, sau khi mười khó nổi lên mời show rất là khó, lương tuốt ở trên trời vậy nè mà gọi bút show hả? Ủa thì cái chuyện đó chuyện rõ ràng chứ, người ta làm được thì phải trả lương nữa. Thì đúng, nhưng mà nó khó khăn, hẹn giờ tìm lịch nào cũng bị bận hết trơn, khó. Đó lý do tại sao mà nói là không mời. Bây giờ mời mốt Ngọc Sơn chắc gì nó dễ không? Nếu nó nổi tiếng chắc gì dễ không con ha? Đúng không ha? Vâng, một thí sinh đã lọt vào vòng nguy hiểm, thí sinh biểu diễn cuối cùng đã được và giám khảo của chúng ta mời show trong tương lai. Vâng, một dấu hiệu rất đáng mừng. Ý của ban giám khảo là thôi, số này nghỉ về đi. Hồi nãy tôi cũng gặp Sơn nói là em ơi, em trở thành người bình thường rồi, vóc dáng em ok rồi, thôi đi về đi. Và chúng ta vẫn còn một vị giám khảo cuối cùng, đó chính là anh Hoài Linh chưa nhận xét về Ngọc Sơn. Ở trong cái clip á, thì Sơn nói là cái tuần trước á, là Sơn nhảy, Sơn bị over.
Bây giờ Sơn muốn làm trở lại để cho nó đỡ over. Nhưng thực sự nếu mà con làm mà không over thì hồi nãy con sẽ không ra một cái con ma cà rồng mà cái thần thái của con nó ma mị như vậy. Con muốn over đó chứ. Nhưng cái over của con á, nó chừng mực hơn. Nó tạo được cái sự ma mị là trong cái vai diễn của con hiện tại. Còn thật sự ra để mà nói mà khi mà chú bắt đầu nói là có người sầm xì bàn tán đó, thì là họ biết là chú rất là thích con. Và thêm một người nữa đó là bé Thủy Tiên. Đó là hai người mà khi bước vào cuộc thi chú thấy chú thích liền. Thật sự ngày hôm nay không phải vì cái thích đó mà chú khen. Bây giờ trước tiên là chú khen chị Phạm Lịch đã tạo rất là nhiều cái điều kiện cho con. Và một cái điều này, những cái khó của chị Lịch làm, con đã không phụ lòng chị Lịch. Cái điều đó là cái điều mà chú khen con. À, tức là ngồi xem mà nó thu hút cái ánh mắt. Và cái tai thì nghe nhạc, mắt thì nhìn vào động tác. Và hai cái nó rất là khớp với nhau. Bây giờ nói nữa là tai mũi họng đầy đủ á, nó thiếu thôi. Và chúc mừng Phạm Lịch và Ngọc Sơn đã hoàn thành rất là tốt cái bài thi của mình. Xin cảm ơn bà giám khảo. Và kính thưa quý vị, chúng tôi tạm thời giữ lại số điểm của ba vị giám khảo dành cho Ngọc Sơn. Nhiệm vụ của Ngọc Sơn bây giờ là bước lên bàn cân, xin mời. Cân nặng cũ 68,2 cân, cân nặng mới 66,7 cân, giảm 1,5 cân, tương đương 2,2%. Và kính thưa quý vị, như vậy là sau 8 tuần tham gia chương trình bước nhảy ngàn cân với số cân khởi điểm là 86,7 cân, hiện tại Ngọc Sơn chỉ còn 66,7 cân, có nghĩa là giảm được 20 cân. Xin chúc mừng bạn, quá giỏi. Và hiện tại nếu như giảm thêm 3 cân nữa thì Ngọc Sơn sẽ bằng số cân hiện tại của Trường Giang. Bạn sẽ trở thành một hot boy. Bao nhiêu? Trời ơi! Anh cao, chiều cao, anh nói lại bao nhiêu cân? 63,7. Còn chiều cao? 165. Vậy là chiều ngang và chiều dọc gần như là hình vuông. Cũng là số đo chuẩn được, cũng được. Ngọc Sơn, xin mời bạn về vị trí. Và xin mời cùng trở lại sân khấu. Đó là Ngọc Sơn, Anh Khoa và thí sinh có tổng điểm thấp nhất. Đó chính là Huyền Thanh. Và kính thưa quý vị, hiện tại số điểm của Huyền Thanh là 11,3 điểm. Và điểm giảm cân của Ngọc Sơn và Anh Khoa đang bằng nhau, đó chính là 2,2. Có nghĩa là ban giám khảo sẽ chính là người chọn lựa. Rất căng thẳng, rất khó giữa một trong ba thí sinh của chúng ta. So với số điểm của Huyền Thanh, nếu như hai bạn nam còn lại, điểm bạn nào cao hơn thì ở lại và thấp hơn thì phải chia tay với chương trình nhé. Đầu tiên sẽ là những số điểm dành cho Anh Khoa. Xin mời giám khảo Trần Huy Trần. Cho mình xin đưa điểm trước cho Ngọc Sơn. Thấy liếc liếc là thấy ghê ghê rồi. Ghê hơn con ma cà rồng hồi nãy nữa. Giờ đây thì Ngọc Sơn đã có 6 múi chưa? Em vẫn đang trong quá trình lên 6 múi á. Nếu mà em được đi sâu hơn đó thì đó là một cái đích đến của em. 6 múi nha. 10 điểm. Lâu rồi tôi chưa có xem một cái tiết mục nào mà tôi muốn coi lại. Nó lâu, mà nó kéo dài tới giờ phút này và muốn coi lại tiết mục đó. Thiệt sự, những động tác đá chân của Phạm Lịch nó hút hồn tôi thiệt. Điều này nó đồng nghĩa với việc đạt điểm tối đa 10 điểm. Vâng, và xin mời anh Đại Minh Hưng đọc luôn giùm số điểm của anh Hoài Linh. Anh biết mà đúng không? Nếu mà có 15 anh đã cho 15 luôn rồi. Vâng. Ra đây bây giờ đó là tôi cũng không phải là vì chú cảm tình hai đứa mà chú dành cái số điểm này cho con. Nhưng từng cái động tác, từng cái kể cả những cái tiếng nhạc ở trong đó con làm rất là gọn gàng và rất là đẹp. Thành thử ra là chú cũng không phản bác lại cái lời nhận xét của mình. Chú cho con 10 điểm. Anh yên tâm anh Linh à. Wow. Em nghĩ rằng là anh Linh hoàn toàn yên tâm cũng như em cũng rất yên tâm. Bài thi của bạn ấy hoàn toàn xuất sắc và điểm 10 là hoàn toàn xứng đáng. Ở đây chúng tôi có yêu thích cũng không đem cái người đó về để làm của riêng cho mình. Hay là có không thích cũng không phải là loại. Các bạn hoàn toàn rất công tâm và trong sáng, bạn yên tâm điều đó. Được, vẫn được.
ban tổ chức cho anh Đạm Thân cái quyền nếu yêu thích đem về nhà, nếu anh yêu thích em anh sẽ đem em về trước. Dạ. Em sẵn sàng về nhà anh. Dạ. Viết từ ngày hôm nay trở đi em sẽ gọi anh là Ba Hưng. Opa. Vâng, và điểm ban giám khảo dành cho Ngọc Sơn 10 điểm. Và bạn được tổng điểm 12,2 điểm, bạn an toàn. Chúc mừng Ngọc Sơn. Chúng ta còn lại hai thí sinh. Hiện tại số điểm của Huyền Thanh là 11,3 và điểm giảm cân của anh Khoa là 2,2. Các thí sinh đã đến đây và cùng lắng nghe số điểm quan trọng mà ban giám khảo sắp sửa công bố dành cho anh Khoa. Bài của anh Khoa và chị Ốc rất giải trí. 9 điểm. Wow. Anh Hoài Linh sẽ cho 9 điểm. 9 điểm. Vâng, số điểm mà tôi đã chấm trước khi tất cả tiết mục khác được diễn ra đã có sẵn. Anh Khoa và Ốc Thành Vân 9 điểm. Như vậy, điểm bình quân của ban giám khảo dành cho anh Khoa là 9 cộng với 2,2%, bạn được 11,2. Đó chính là tổng số điểm và thấp hơn Huyền Thanh 0,1 điểm. Xuất sắc. Như vậy, người ở lại và tiếp tục cuộc hành trình với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân đó chính là Huyền Thanh. Và chúng ta buộc phải chia tay với anh Khoa tại đây. Anh Khoa có thể chia sẻ cảm xúc của mình ngay bây giờ được không? Dạ, em đến với chương trình là để giảm cân và để thể hiện mình và những bước nhảy. Em rất cảm ơn chương trình, cảm ơn giám khảo đã cho em một cuộc sống mới, những cái tập luyện và những cái bản lĩnh sân khấu. Em xin cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả đã ủng hộ em. Và em muốn cảm ơn một người rất quan trọng đối với em, đó chính là chị Ốc Thanh Vân đã hỗ trợ cho em hết sức mình trong những cuộc thi vừa rồi. Và một người biên đạo, đó chính là chị Quỳnh Mến đã biên đạo cho em rất nhiều bài nhảy hay như thế này. Ngay giờ phút này chúng tôi cùng xin phép mời quý vị khán giả xem video clip sau đây. Cha ơi, cha hãy theo dõi coi con trai của cha thay đổi thành hot boy như thế nào nha. Tôi thấy anh Khoa, em gần như là không còn một cái người nam béo phì nữa. Từng cái bước nhảy, từng cái ánh mắt và tất cả những cái bưng bê cực kỳ chính xác. Khoa quăng em lên và chụp em, xong quay em và thả em xuống và bắt lại em. Cái điều đó của em làm rất là mượt. Và thưa quý vị, như vậy là rất tiếc phải nói lời chia tay với anh Khoa, người đã rất nỗ lực và đến ngày hôm nay bạn ấy cũng gần như trở thành một hot boy. Đó là điều mà chương trình muốn mang lại dành cho những người có số lượng cân quá khổ và họ đang rất là vui với nhau. Không phải về mà buồn, họ đang rất vui với nhau. Rất tự hào vì hôm nay đã có một body rất đẹp. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21:15 trên VTV3. Xin chào và hẹn gặp lại.